cuộc tàn sát dân Do Thái, nếu tính về số lượng mà thôi, thì rộng lớn hơn. Nhưng nói về việc tổng số những người bị tai họa trong việc này, thì đây là vụ tàn sát thê thảm nhất trong lịch sử. Và đây là việc mà chúng ta đã chiến đấu để cố ngăn chặn. Và một số lớn trong chúng ta đã tiên đoán rằng chúng ta sẽ bị khinh thường bởi những người phản đối việc chúng ta tham chiến. Và nếu loạt truyền hình này đã là bài học đáng suy nghĩ, nghị sĩ John McCain lo ngại rằng Mỹ sẽ còn tái phạm những lầm lỗi nó đã đưa đến thất bại tại Nam Việt Nam. Gia tài của Việt Nam hiện nay ở đây với chúng ta. Tôi trông thấy nó trong những phòng họp, tôi nghe thấy nó trong những bài diễn văn và những lời tuyên bố trước Quốc hội. Sự miễn cưỡng của Hoa Kỳ trong sự hiểu biết những quyền lợi sinh tử về an ninh quốc gia của Mỹ trên khắp thế giới. Và chúng ta có bổn phận không những bảo vệ tự do cho các dân tộc trên thế giới, mà còn bảo vệ quyền lợi sinh tử về an ninh quốc gia của chúng ta. Về tình hình tại Trung Mỹ, theo ý tôi, ngày nay còn nghiêm trọng hơn tình hình tại Đông Dương. Địa dư là một lý do quan trọng nhất. Trừ khi chúng ta đã biết rằng chúng ta phải viện trợ quân sự và kinh tế cho chính phủ El Salvador để họ sinh tồn, chúng ta có thể sẽ phải trả giá một lần nữa về nhân mạng dân chúng Mỹ trong một tình trạng nghiêm trọng hơn, gần chúng ta hơn là El Salvador hiện nay. Thượng nghị sĩ Sim cảnh cáo rằng việc tái phạm và những lầm lỗi của chúng ta tại Việt Nam sẽ đưa đến những hậu quả thảm khốc cho Hoa Kỳ. Chúng ta có một cuộc tranh đấu tương tự đang xảy ra tại Trung Mỹ, và dân Trung Mỹ đang có những tin tức và tin tưởng sai lầm. Và những cuộc thăm dò dân ý đã cho thấy rõ chính phủ mà chúng ta ủng hộ là tham nhũng, là một chế độ độc tài không tôn trọng nhân quyền, y hệt những điều mà họ đã phô bày về Nam Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ không làm tròn bổn phận với Trung Mỹ, chúng ta có lẽ sẽ có từ 10 đến 20 triệu dân tị nạn tràn qua biên giới rất nhanh chóng từ Mexico. Vì Mexico là mục tiêu của cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Trung Mỹ. Mục tiêu không phải là El Salvador. Nơi mà Liên Xô nhằm vào là Mexico. The target is Mexico. The target is not El Salvador. That's where the Soviets are trying to aim their arrow. Vì thế cho nên tình thế rất nguy ngập cho nền an ninh tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta, người Mỹ, không đáp ứng lời kêu gọi ấy ngay bây giờ để làm tròn trách nhiệm của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Ông Robert Elegant đã viết một bài rất quan trọng cho nhật báo Anh Encounter. Ông nói rằng lần đầu tiên trong lịch sử, sự kết thúc của một cuộc chiến tranh đã không được quyết định trên mái chiến trường, nhưng ở trên một trang giấy in và hơn nữa trên máy truyền hình. Chúng ta cần phải hiểu ảnh hưởng của giới truyền thông trong tư tưởng của chúng ta. Ông Reed Irvine, James Weston, thực sự là nhà báo đầu tiên có tiếng tăm trong nước này, đã nhận rằng các cơ quan truyền thông, những phóng viên và những máy chụp hình đã có công trạng trong việc mang lại sự thất trận cho Nam Việt Nam. Và ông đã hãnh diện về điều đó khi ông viết hồi tháng 4 năm 1975. Một trong những bài học quan trọng về vụ Việt Nam là kẻ thù đã có thể lợi dụng các cơ quan truyền thông tự do không kiểm soát của chúng ta để đạt được mục tiêu của chúng. Vậy mà chương trình PBS hoàn toàn không đếm xỉa gì đến bài học quan trọng này. Chẳng hạn vụ tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 là một khúc quanh của cuộc chiến. Các cơ quan truyền thông của chúng ta đã miêu tả là chúng ta thua trận, mặc dù thực ra đó là một cuộc thắng trận vẻ vang. Đoàn Việt Cộng đã bị thiệt hại nặng nề, đến nỗi chúng không bao giờ thực sự hồi phục lại được. Chúng bị đánh bại khắp nơi. Trong mùa thu năm 1968, nhân viên thực hiện chương trình của NBC tên là Chuck Fern cho rằng họ đã lầm khi miêu tả là một cuộc thất trận, và đề nghị với Robert Nockshill, một nhân viên cao cấp của NBC, để thực hiện một chương trình nói lên sự thật. Nockshill nghĩ một hồi rồi bác bỏ đề nghị ấy, về sau giải thích lý do vì đã khiến cho công chúng yên chí rằng vụ Tết là một vụ thất trận. Vậy thì đó là một vụ thất trận.
Hãy thử ngẫm nghĩ về chuyện này. Lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, một cuộc thắng trận mà quân đội chúng ta đã đạt được trên bãi chiến trường đã được cơ quan truyền thông chúng ta chuyển thành một cuộc thất trận. By our own news media. Không, những người mà tên được ghi khắc trên tấm đá này đã không được đưa đi trong một cuộc phiêu lưu khờ khạo không mục đích. Mục đích là cao thượng, nhưng chúng ta đã không đạt được. Dân ta và các nhà lãnh tụ của chúng ta đã bị bối rối và thiếu ý chí cương quyết với hậu quả thảm khốc. Nhưng có lẽ cái chết của những người dũng cảm này đã không vô ích nếu chúng ta rút được do kinh nghiệm ấy những bài học đích đáng về Việt Nam. Chúng ta đã làm đúng khi chống lại cộng sản xâm lăng. Chúng ta đã lầm khi nghĩ rằng cuộc chiến sẽ được quyết định với sức mạnh quân sự của chúng ta. Để kết luận, những tin tức sai lầm, những sự dối trá là những yếu tố quyết định trong chiến tranh Việt Nam. Đúng như vậy, những vấn đề liên quan đến truyền thông này cần phải có một chương trình đặc biệt riêng của họ. Và trong đó, những mãnh lực của hình ảnh được truyền đi và hiệu quả của lĩnh vực truyền thông nói chung cần phải được duyệt xét lại. Chúng ta sẽ không phải là những người có trách nhiệm nếu chúng ta không đương đầu với những sự thử thách ấy trong thời đại truyền thông ngày nay. Tên tôi là Charlton Heston. Kính chào quý vị.